Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,37%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.804 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.797,67 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.806,34 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ giao dịch ở mức 104,141 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 16.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,734% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 80,060 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, mặt hàng kim loại quý vẫn giữ được phong độ quanh ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce nhờ sức khỏe của đồng bạc xanh giảm. Đồng đô la Mỹ yếu hơn giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Các nhà đầu tư đã thất vọng về vàng trong suốt năm 2022 vì mặt hàng này không thực hiện đúng vai trò là một công cụ phòng ngừa lạm phát. Cụ thể, trong năm nay, chứng kiến giá tiêu dùng đạt mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, mối đe dọa lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã buộc phải tăng lãi suất thêm 425 điểm cơ bản, lập trường chính sách mạnh mẽ nhất trong vòng 41 năm. Nhưng sau một năm khá thất vọng khi mà kim loại quý này gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, tâm lý thị trường đang tăng lên đáng kể khi mà bước vào đầu năm mới. Trong một cuộc khảo sát về triển vọng của vàng trong thời gian tới, các nhà đầu tư bán lẻ đã cho thấy tâm lý lạc quan khi mà vàng đã tạo ra một nền tảng tương đối vững chắc. Kết quả khảo sát cũng cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ đang kỳ vọng giá vàng sẽ đẩy lên mức cao kỷ lục mới một cách vững chắc trên 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới đứng ở mức 1.803 cho đến 1.804 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá 51,8 triệu đồng trên lượng. Cụ thể, theo ngân hàng Bank of America cũng nhận định nửa đầu năm 2023 vẫn là thách thức với giá vàng. Tuy nhiên, một khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngừng tăng lãi suất, giá vàng sẽ tăng tốc. Giá vàng được dự báo sẽ tăng lên 2.000 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá 54,4 triệu đồng trên lượng vào cuối năm 2023. Matt Fancy, chuyên gia phân tích Sở giao dịch chứng khoán Canada cho biết giá vàng sẽ được đẩy lên trong năm mới. Khi mà môi trường lãi suất thấp xuất hiện, giá vàng được dự báo sẽ tăng lên 2.224 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá 64 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đầu giờ trưa chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước đồng loạt đi xuống ở một số hệ thống kinh doanh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,82 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Còn với giá vàng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,80 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán. Còn với giá vàng bố số 9 tại công ty này, hiện tại vẫn duy trì xu hướng tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, và đang được mua vào ở mức 52,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 53,95 triệu đồng trên một lượng. Dù vậy, cùng là chất lượng vàng bố số 9, tuy nhiên thì vàng miếng SJC hiện tại cao hơn rất nhiều so với vàng bố số 9, mức chênh lệch thường xuyên được duy trì trên 12 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch rất cao giữa vàng miếng SJC và vàng bố số 9 kéo dài suốt thời gian qua đã kích thích nhu cầu mua vàng nhẫn để dành nhiều hơn là vàng miếng SJC. Hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC rơi vào khoảng 15 triệu đồng trên lượng và thấp hơn giá vàng trang sức trên 2 triệu đồng trên lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.624 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm nhẹ 2 đồng trên 1 đô la Mỹ so với phiên hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại phiên này tiếp tục giảm, hiện tại mua vào ở mức 23.400 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 23.750 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 50 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với thị trường tự do thì giá đô la Mỹ cũng quay đầu giảm, giảm nhẹ 10 đồng trên 1 đô la Mỹ cho cả hai chiều, hiện tại đang được mua vào ở mức 23.870 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 23.970 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng,
mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên lượng. Đơn vị đo của bảng giá này đang là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.600.000, bán ra 6.682.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.700.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000, giảm 20.000 ở chiều mua và 10.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội có cùng mức giá nhưng giảm 10.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 6.595.000, bán ra 6.680.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.602.000, bán ra 6.683.000, giảm 4.000 ở chiều mua, 5.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, tăng 40.000 ở chiều mua và chiều bán ra, không có sự thay đổi nào. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua và chiều bán ra, không có sự thay đổi. Ngân hàng VietinBank mua vào 6.600.000, bán ra 6.682.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.600.000, bán ra 6.682.000. SJC Huế mua vào 6.597.000, bán ra 6.683.000. SJC Bình Phước mua vào 6.598.000, bán ra 6.682.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.602.000, bán ra 6.685.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.600.000, bán ra 6.682.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.598.000, bán ra 6.682.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại thì vẫn duy trì đà tăng trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.295.000, bán ra 5.395.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.295.000, bán ra 5.405.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.285.000, bán ra 5.355.000, cùng tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.172.000, bán ra 5.302.000. Vàng 18K mua vào 3.831,7.000, bán ra 4.031,7.000. Vàng 14K mua vào 2.937,3.000, bán ra 3.137,3.000. Vàng 10K mua vào 2.048,3.000, bán ra 2.248,3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.